Có người ta hỏi sư câu này, tức là tỳ kheo có ăn cơm được của tỳ kheo đi hay không á, thì sư mới nói không. Mà sư còn nói rằng một vị tỳ kheo ni thì đâu có nấu nướng gì. Nghe câu này thì nếu chúng ta thấy hình ảnh của Phật giáo Bắc Tông ngày nay thì câu này nó không trúng đâu. Tại sao vậy? Tại vì tất cả các tăng sư có hòa thượng đồ này kia thì vẫn ăn uống bình thường của Phật tử. Thậm chí mấy vị tỳ kheo ni vẫn có thể vào bên bếp nấu nướng. Tại sao có sự khác biệt này? Vậy thì sư nói không đúng, không phải không đúng. Mà cái sư đang nói là gì? Đang nói giới luật của tỳ kheo, tinh thần của nguyên thủy. Trong tứ phần lực chúng ta coi kỹ có cái giới luật này đó. Chứ không phải là không đúng, có. Hay hoặc giả là nói cái câu đó, giữ tiền là phạm giới, đừng đưa tiền, con sư sợ nhất là vấn đề tiền. Rồi có nhiều vị họ không hiểu sư đang nói ở chỗ nào, thì nói rằng là sư nói như vậy là phản đối chống bán tất cả cái sự cúng dường. Không phải, mà là sư đang nghiêm túc thực hiện giới luật của tỳ kheo. Trong giới luật tỳ kheo không cho phép chư tỳ kheo cầm giữ, nhận thọ, giữ gìn tài sản về tiền bạc và những cái vật nào mà nó có giá trị ngang bằng với tiền bạc, không có. Đó là giới luật tỳ kheo. Nhưng mà tại sao thấy các chùa hiện nay mấy cái vị tăng sư bên Bắc Tông sao người ta vẫn bình thường vậy? Vì sao? Vì ta có cái giới luật khác nữa. Tức là sau khi thọ giới tỳ kheo rồi ta còn có cái giới Bồ Tát giới nữa, ví dụ vậy. Này để chi vậy? Để chúng ta xác định một cách rõ ràng về cái nguyên nhân và cái cơ sở căn cứ là sư đang nói cái nào. Đó là đang nói về Kim Cương Thừa, đang nói về Phật giáo phát triển, hay là đang nói về nguyên thủy. Và để xác định về sư đó, mình xác định như thế này nha. Tức là mình phải biết vị này là thuần tí Nam Tông, vị này thuần tí là Bắc Tông hay là không. Thì lạ một điều là đối với sư đó thì sư là người cả Nam với Bắc nha. Cho nên tại sao sư tin Đức Phật A Di Đà? Mà cái người có cả Nam Tông Bắc Tông là ai đó? Chính là tổ sư Minh Đăng Quang nha. Có Nam Tông và Bắc Tông luôn. Thì hình ảnh của sư Minh Tuệ hiện nay rất giống vậy. Tức là có cả Nam Tông, có Bắc Tông. Nếu là Nam Tông không mà nói tin A Di Đà là sai, nhưng mà Bắc Tông thì có. Ở đây mình không có nói sai đó đúng nữa, bởi vì cái chuyện sai đúng này chưa có ngã ngũ được đâu. Mình chỉ xác định coi là sư đang đứng ở vị trí nào thôi. Đang đứng ở vị trí nào. Do vậy mà có những cái mà nếu chúng ta đem cái chỗ này ra so, nó không đúng mà sư đang nói cái chỗ khác. Đó là mình nói về tâm môn nha. Bây giờ mình nói về hai cái góc độ nữa, để chúng ta trước khi chúng ta đi vào, để mà chúng ta đánh giá được mấy câu nói này. Có hai cái góc độ về Phật Pháp mà chúng ta cần phải đánh giá nữa. Một là gì? Tục đế, hai là trần đế. Và đây là hai cái thước đo cực kỳ quan trọng đối với cái người trình bày giáo pháp Đức Như Lai. Tục đế là gì? Là nói những chuyện thường trong thế gian. Nó có buồn, có vui, có sướng, có khổ, có hạnh phúc, có khổ đau, có bố thí, có cúng dường, ha, có đủ thứ hết, thì cái đó không có sai. Nhưng mà đây là gì? Là cơ sở tục đế. Nhưng mà chân đế là sao? Chân đế thì không thiện, không ác, không tà, không chánh, buông hết. Nhiều khi mình không hiểu về khi nào thì Đức Phật đang nói về tục đế, khi nào thì Đức Phật đang nói về chân đế, khi nào thì tổ đang nói về tục đế, khi nào tổ đang nói về chân đế. Tổ đang nói tục đế thì chúng ta lại lấy tổ đang nói về chân đế mà chúng ta lấy tục đế đánh giá là nó sai, nó không đúng. Ví dụ như cái câu mà trả lời của Đạt Ma Tổ Sư với Vua Lương Võ Đế đó. Vua Lương Võ Đế hỏi gì chứ? Là chẩm đã tạo bao nhiêu công đức, bao nhiêu cái việc là chùa chiền nuôi tăng sư vậy? Có công đức gì không? Tổ nói không. Đây là tổ đang nói về chân đế. Tổ đang nói về chân đế. Hay là mình nói như thế này nè. Ngay cả Đức Phật cũng vậy đó. Giờ tự nhiên đó Đức Phật đang thuyết pháp về Nam Tông là 45 năm. Về Bắc Tông là Đức Phật có cuộc đời thuyết pháp 49 năm. Thì tự nhiên cái Đức Phật tuyên bố một câu, nói theo Bắc Tông nha, là 49 năm ta chưa từng nói một lời. Ủa Đức Phật đi thuyết pháp rồi sao Đức Phật nói gì? Không lẽ Đức Phật chế ra cái giới không có dụng ngữ phải không? Mà tại sao Đức Phật lại nói là ta chưa từng nói một lời? Cho nên nếu mà lấy cái tục đế, tức là phân tích về giọng ngữ đồ này kia, nó không hợp lý. Mà chỗ này là gì? Đức Phật đang nói về chân đế. Chân đế là gì? Nó thuộc về bản tánh, bản chất hay là bản thể? Nói về bản thể thì Như Lai nó là chân đế, mà Như Lai thì chưa từng có cái tướng đến tướng đi, đó là vô sanh, nó là niết bàn, bất sanh bất diệt, thì làm gì có ngôn ngữ mà nói. Cho nên để hiểu cái này thì chúng ta cần phải hiểu chân đế. Nói rõ như vậy để chi vậy? Để chúng ta biết rằng đa phần những cái vị mà họ tu họ hành trì đó, họ nói chân đế nhiều hơn là tục đế. Vì sao? Vì người nào mà chưa chạm tay tới chân đế là chưa mở được cánh cửa giải thoát. Muốn bước sang cánh cửa giải thoát là phải chạm tay đến chân đế. Nói tục đế không phải là sai, nó có phước báo, nó có cúng dường, nó có bố thí, nó có đủ thứ thiện ác, phải quấy đúng sai đó, không phải là sai. Nhưng mà nó còn nằm kẹt
ở trong nhân quả luân hồi, tức là còn trong tục đế. Tại sao còn phước báo thì phải còn hưởng, mà còn hưởng thì còn đi tái sanh, còn luân hồi, còn đi đầu thai, vậy thôi à. Mà những người muốn giải thoát thì thường là họ triển khai về về chân đế. Nói như vậy để chúng ta xác định cho mỗi một câu nói của sư Minh Tuệ là đang nói ở Nam Tông hay Bắc Tông, đang nói Kim Cương Thừa hay là đang nói Phật giáo Nguyên Thủy, hay là câu này là đang giải thích về tục đế hay chân đế. Thì như vậy nó mới chính xác được. Tức là chúng ta phải biết được tác phẩm, rồi chúng ta phải biết về tác giả luôn, thì lúc đó nó mới không có cái sự phán đoán sai lầm bằng không đó. Thì nhiều khi mình nói oan cho người ta, nhiều khi nó oan cho ta. Có khi cái người lại hỏi tổ con chó có Phật tánh không, tổ nó có khi lại hỏi con chó có Phật tánh không, tổ nó không. Lúc thì nó vậy, lúc nó khác. Ủa tổ sao mà tâm bất nhất vậy? Lúc thì tổ nó tục đế, lúc thì tổ nó chân đế, nó khác nhau. Đó là một vài cái mà mình muốn các chư huynh đệ chúng ta khi học pháp chúng ta phải nắm vững cái này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trở về phân tích, tìm hiểu mấy câu này. Và xem như đây là món quà mình sẽ gửi cho quý vị Phật tử gần xa, những vị gì nào mà đã từng yêu mến sư Minh Tuệ để chi vậy, để chúng ta hiểu rõ hơn về cái sự tu tập của sư. Ở đây mình không có ý là phản biện, hay là mình không có ý là đả kích một ai hết, mà mình chỉ có một cái mục đích chung, đó là giải thích những câu nói mà mình thấy nó có giá trị về Phật pháp, về vấn đề tu hành, để chi vậy, để lan tỏa cái điều thiện, cái điều tốt đẹp trong Phật pháp thôi, chứ không có xuyên tạc hay là không có đả phá ai hết. Đó là cái tinh thần của cái người học pháp nha. Và câu thứ nhất là mình đưa trên bảng à. Sư nói một cái câu, câu thì nó nhiều nhưng đây mình tóm kết cái ý để mình đưa lên mình bàn, mình giải quyết vấn đề này. Tức là hãy trụ trì thì không giải thoát. Và nếu chúng ta chỉ tóm tắt cái ý này thì quả thật nó giống như là một sự chống đối một cách là mạnh liệt luôn đó. Tại sao vậy? Biết bao nhiêu các ngôi tịnh xá trụ trì trong chùa, biết bao nhiêu mà có những vị trụ trì ở trong chùa không có trụ trì sao có thể tổ chức hoạt động được tăng sinh rồi này kia, ta đang làm lại rất lớn. Mà tại sao sư lại nói một cái câu mà mang cái ý nghĩa cho rằng là tất cả, cho rằng là trụ trì không có giải thoát? Thì ở đây đó mình xin nói như thế này nè, mình nghe lại từ đầu nha, cái này gọi là tác phẩm đó, nghe coi xuất xứ cái tác phẩm này. Đôi khi mình cắt ngang á, cắt chữ cho nó nguy hiểm lắm nha, cắt chữ. Có một vị nói như thế này nè, cũng bất bẻ sư Minh Tuệ nữa, tức là sư nói rất rõ, lúc đó mình lắng tai lại mình nghe hai ba quận luôn, nghĩa là sau khi Đức Phật Niết Bàn thì lúc đó có cả Ma Ca Diếp, có cả A Nan, thì tại sao Đức Phật không có gửi lại cái lời nhắn là nên theo Ma Ca Diếp hay là nên theo A Nan á, mà Đức Phật chỉ nói là nên theo giới, nên theo pháp làm thầy thôi. Nhưng mà cái vị đó thì ngắt bỏ một chữ, tức là khi mà Đức Phật Niết Bàn, sau khi Đức Phật Niết Bàn, khi Đức Phật Niết Bàn thì có cả Ma Ha Ca Diếp, A Nan, thì cái vị này là vội cười sư Minh Tuệ, cho rằng ông này không có trí tuệ, không có biết giáo pháp giáo lý là gì chứ. Tại sao vậy? Tại vì khi mà Đức Phật Niết Bàn không hề có Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp đang ở xa và đang đi về. Nhưng mà quên một câu, đó là sư nói rất kỹ là sau khi Phật Niết Bàn, tức là nói cái chuyện mọi thứ nó đã kết thúc rồi, thì có đầy, sau đó có đầy đủ tất cả các vị, mà Đức nói là cái ý thôi, Đức Phật không kêu theo Ma Ca Diếp hay A Nan gì hết, mà Đức Phật chỉ kêu theo giới và theo pháp của Ngài thôi. Mất một chữ nó mất một nghĩa, cực kỳ nguy hiểm không? Hồi đó mình nhớ có cái câu tin nhắn này của cái đứa con nó gửi cho bà mẹ chạy cống cẳng về nhà. Bắt đầu chuẩn bị vô ca chiều, chuẩn bị lên ca chiều, cái mở điện thoại kêu tít tít dở ra. Đọc cái câu xanh mặt giờ bỏ hết, nghỉ luôn, không có vô ca, chạy riết về nhà. Tại sao vậy? Đứa con nó gửi vậy nè: mẹ vô ca, ba con ngủ với gì? Nó viết luôn tuồng trong điện thoại, không có chấm phẩy chứ. Mẹ vô ca, tức là bà chuẩn bị bà vô ca, rồi lúc đó ba con ngủ với gì? Nó nghe đó, bà nghe bà hoảng hồn. Ba, mẹ vô ca, ba con ngủ với gì? Viết luôn tuồng, không có dấu phẩy chứ. Bà đọc tới đây là bỏ ca luôn đi, chạy riết. Chạy riết về thì thấy đứa con nó ngủ trong phòng rồi. Hỏi ba đâu, ba đi công chuyện gì đó, cũng không có nhà, thì bà gì đó cũng ở với nó. Bà mới hỏi sao hả? Nó nói con đã nhắn tin cho mẹ rồi, mẹ vô ca ba. Tức là lẽ ra cái ca này là cái ca của ổng, nhưng mà bây giờ ổng bận chuyện đi không được, nhắn cho mẹ biết là mẹ vô cái, thế cái ca của ba đi, là mẹ vô ca ba, tức là vô cái ca này làm cái ca này của ba đi, tới đây nó phải mới được, mà đi viết điện thoại nó đâu chấm phải. Mẹ vô ca ba, con ngủ với gì? Tức là thôi đừng lo, con nhà con ngủ với gì, ba bận công chuyện rồi. Thì cái chữ ba nó đặt ăn trước, đặt sau chứ phải không chết liền, cho nên nó cực kỳ quan trọng. Sau khi Đức Phật Niết Bàn nó khác, mà
khi Đức Phật Niết Bàn nó khác liền, và cái vị này nghe không kỹ câu này trách sư Minh Tệ.